Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh biến đổi đối tượng theo phương nghiêng, đó là lệnh tilde trong phần mềm Formit. Ở đây mình đã tạo ra sẵn 3 loại đối tượng. Đầu tiên mình sẽ áp dụng cái lệnh tilde này với cái đối tượng là mặt phẳng 2D để các bạn thấy dễ dàng hình dung về lợi nhất. Mình sẽ chọn mặt phẳng, lưu ý không chọn đường biên. Sau đấy mình sẽ kích chuột phải và mình chọn lệnh tilde, nó nằm ở đây. Lệnh tắt của nó là TF. Ở đây mình sẽ làm ví dụ để các bạn sẽ thấy được cái sự biến đổi của nó theo phương nghiêng như thế nào. Mình sẽ kích vào cái mũi tên này và mình kéo lên. Các bạn sẽ thấy cái hình dáng khối xếp của chúng ta nó sẽ được biến đổi dựa theo góc độ và theo cái trục xoay ở đây. Các bạn sẽ thấy như thế này nhỉ? Đấy. Mình sẽ làm lại. Mình chọn mặt phẳng. Mình chọn lệnh tilde. Các bạn có thể thay đổi vị trí như thế này chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay nó. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ thay đổi dựa theo trục xoay và vị trí xoay mà chúng ta lựa chọn như thế này. Cái lệnh này rất là hay khi các bạn có thể biến đổi các khối 3D để có thể làm cái concept của chúng ta rất là thú vị. Vì ở đây mình sẽ chọn cái mặt phẳng này chẳng hạn. Mình chọn lệnh tilde. Mình có thể kéo nó ra này. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta có thể thay đổi cái khối của chúng ta theo cái góc độ. Và có thể nhập góc độ vào đây. Ở đây là mình chọn là 300 độ chẳng hạn. Mình enter. Đấy, thì khối của chúng ta nó sẽ bay và biến đổi như thế này. Hoặc mình có thể là xoay nó theo những cái vị trí khác như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy cái khối của chúng ta nó sẽ biến đổi rõ rệt luôn. Đấy, làm ý tưởng rất là hay. Mình sẽ thử áp dụng lại với một cái mặt phẳng này chẳng hạn. Ở đây mình chọn tilde. Đấy, mình sẽ giữ nguyên, mình sẽ cho nó như thế này chẳng hạn, rất là nhọn. Hoặc mình có thể thay đổi vị trí nó như này, cho bắt vào trung điểm. Đấy, rồi mình xoay. Bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ biến đổi được cái khối 3D của chúng ta rất là hay dựa theo việc chúng ta biến đổi những cái mặt phẳng trong cái khối đấy. Ngoài ra cái lệnh tilde này, khi chúng ta gặp những cái mặt phẳng cong như thế này, các bạn chọn nó và các bạn kích chuột phải, thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái mặt phẳng cong nó sẽ được biến thành những cái mặt phẳng con nhỏ như thế này. Và bây giờ hoàn toàn các bạn có thể kích chuột phải và chọn tilde để biến đổi cái khối của chúng ta. À, các bạn sẽ thấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về cái lệnh xoay nghiêng. Và như mình đã nói, cái này thì các bạn có thể là sử dụng nó và biến đổi cái công trình của chúng ta theo một cách rất là ngẫu hứng. Và tùy vào mức độ sáng tạo của các bạn thì các bạn có thể sử dụng nó để thiết kế concept. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.